Thi Ca 19. Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử. Phiên âm: Kỳ hồi tử, kỳ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Dịch nghĩa: Việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Trực chỉ: Ham sinh sợ tử là việc thường tình, bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần, một lần sinh ra, một lần thi đỗ, một lần kết hôn, và đáng sợ nhất, một lần chết. Cuối cùng chết là hết. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn, vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sinh từ bản thể chân thường. Vì vậy, việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt dòng sinh tử. Dòng sinh tử tử sinh cứ trôi mãi, không có bến bờ dừng trụ. Nó hằng mà chuyển, chuyển trong cái hằng. Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Không phải chỉ có con người mới tử sinh vô cùng vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng vậy. Chư Phật trong mười phương ba đời cũng cùng thọ dụng một chân lý: việc sinh tử kể sao cho cùng số.